Trang mến chào các em học sinh. Ở video này chúng ta cùng nhau làm bài tập ở trang 93. Bài 1. Một tấm bìa hình tròn được chia thành 6 phần bằng nhau. 6 phần bằng nhau như hình 1. Bạn Minh đặt tấm bìa nằm thẳng trên bàn, quay mũi tên ở tâm và quan sát xem khi dừng lại thì mũi tên chỉ vào ô nào. Hãy so sánh xác suất xảy ra các biến cố sau. Biến cố A, mũi tên chỉ vào ô có màu đỏ. Thì mình thấy rằng là có hai ô có màu đỏ đúng không? Biến cố B, mũi tên chỉ vào ô ghi số 3. Có một ô ghi số 3. Biến cố C, mũi tên chỉ vào ô ghi số lớn hơn 2. Lớn hơn 2 là số 3, số 4, số 5, số 6. 1, 2, 3, 4, có 4 ô. Đó. Thì mình thấy rằng là có 4 ô ghi số lớn hơn 2. Có 2 ô có màu đỏ và có 1 ô ghi số 3. Như vậy thì khả năng mà mũi tên chỉ vào ô ghi số lớn hơn 2 là nhiều nhất đúng không? Rồi mới tới khả năng mũi tên chỉ vào ô có màu đỏ. Rồi mới tới khả năng mũi tên chỉ vào ô ghi số 3. Do đó, xác suất của biến cố C là lớn nhất. Còn xác suất của biến cố B là nhỏ nhất. Được không? Bài 1. Chúng ta trình bày như sau. Do có 6 ô bằng nhau. Do có 6 ô bằng nhau. Nên khả năng mũi tên chỉ vào các ô là như nhau. Rồi tiếp theo, chúng ta có 4 ô ghi số lớn hơn 2. Có 4 ô ghi số lớn hơn 2. Rồi có 2 ô có màu đỏ. Rồi có một ô ghi số 3. Được chưa? Nên có 4 ô ghi số lớn hơn 2, có 2 ô màu đỏ và có một ô ghi số 3. Nên khả năng mũi tên chỉ vào ô ghi số lớn hơn 2 là cao nhất. Đúng không? Nên khả năng mũi tên chỉ vào ô ghi số lớn hơn 2 là cao nhất. Còn khả năng chỉ vào ô ghi số 3 là thấp nhất. Khả năng mũi tên chỉ vào ô ghi số 3 là thấp nhất. Vậy khả năng mũi tên chỉ vào ô ghi số lớn hơn 2 chính là xác suất của biến cố C ha. Xác suất của biến cố C nó lớn hơn xác suất màu đỏ là xác suất của biến cố A. Lớn hơn xác suất của biến cố A và lớn hơn xác suất của biến cố B. Đó, chúng ta xong bài 1. Thì tuy nhiên bài 1 còn một cách làm khác. Thì để mà so sánh các cái xác suất này, chúng ta còn một cách nữa là chúng ta có thể tính từng cái xác suất này ra.
Ví dụ như là mình có 6 phần bằng nhau mà có 2 phần chỉ màu đỏ, cho nên xác suất của biến cố A sẽ bằng 2 phần 6. 6 phần này, có 2 ô màu đỏ này, 2 phần 6. 2 phần 6 chúng ta rút gọn là 1 phần 3. Còn mũi tên chỉ vào ô số 3 là có 1 ô số 3 thôi, cho nên xác suất của biến cố B sẽ là 1. 6 phần bằng nhau, cho nên mẫu là 6. Mũi tên chỉ vào ô ghi số lớn hơn 2, có 4 ô như vậy ha, cho nên xác suất của biến cố C sẽ là có 4 ô này. 4 ô ghi số lớn hơn 2 trong 6 ô, cho nên chúng ta được xác suất là 4 phần 6, rút gọn là 2 phần 3. Đó, thì so sánh 3 cái phân số này thì chúng ta cũng được bạn này lớn nhất tới bạn này, ha. Rồi chúng ta sang bài 2. Một hộp có chứa 100 chiếc thẻ cùng loại. Trong đó chỉ có một thẻ được đánh dấu là thẻ may mắn. Bình lấy ra ngẫu nhiên một thẻ, tính xác suất của biến cố thẻ lấy ra là thẻ may mắn. Thì mình có 100 chiếc thẻ cùng loại ha, có nghĩa là nó đều có khả năng xảy ra là như nhau, mà có một thẻ được đánh dấu là thẻ may mắn, cho nên xác suất của biến cố này sẽ là 1%. Được chưa? Đó. Nếu mà ở đây hai thẻ được đánh dấu là thẻ may mắn thì xác suất sẽ là 2%. Đó. Chỗ này 10 thẻ thì xác suất sẽ là 10%. À, cứ như vậy ha. Bài 2. Do 100 thẻ đều có khả năng xảy ra bằng nhau. Do 100 thẻ đều có khả năng xảy ra bằng nhau và chỉ có một thẻ được đánh dấu là thẻ may mắn, nên xác suất của biến cố ghi đầy đủ thì mình ghi là xác suất của biến cố thẻ lấy ra là thẻ may mắn là 1%. À, còn mình lười thì mình ghi là nên xác suất của biến cố này là 1%. Được chưa? Nên xác suất của biến cố này, có nghĩa là biến cố mà thẻ lấy ra là thẻ may mắn ha, là 1%. Rồi, chúng ta xong bài 2. Chúng ta qua bài 3. Gieo một con xúc xắc cân đối, tính xác suất của các biến cố sau. Biến cố A gieo được mặt có số chấm bằng 4. Thì mình thấy rằng là con xúc xắc của chúng ta là 6 mặt. À, cân đối có nghĩa là 6 mặt đều có khả năng xảy ra bằng nhau. Cho nên là gieo được mặt có số chấm bằng 4 thì xác suất của biến cố A sẽ là 1/6 ha. 6 mặt mà có 1 mặt có 4 chấm trên xác suất là 1/6. Câu B. Biến cố B gieo được mặt có số chấm chia hết cho 5. Thì mình thấy rằng là con xúc xắc có 6 mặt, 1 2 3 4 5 6 chấm thì chỉ có 1 mặt 5 chấm là chia hết cho 5 thôi. Cho nên là xác suất của biến cố B cũng bằng 1/6, được chưa? 1 mặt trong 6 mặt.
Câu C, biến cố C, gieo được mặt có số chấm là số tròn trục. Số tròn trục như là số 10, số 20, số 30, số 40, vân vân. À, những số này mình gọi là số tròn trục. Thì trong số mặt mình không có cái mặt nào là có số chấm là số tròn trục cả, đúng không? Cho nên rõ ràng đây là biến cố không thể, được chưa? Biến cố không thể. Biến cố không thể thì xác suất của biến cố này sẽ bằng bằng không ha. Nhớ nha. Đó thì phần lý thuyết chúng ta đã học là biến cố không thể thì xác suất bằng không, còn biến cố chắc chắn thì xác suất bằng 1 ha. Đó, thực chất là cái này mình đã được học ở lớp 6 rồi. Đó, cho nên là mình làm nhanh là như vậy, 1/6, 1/6, không. Còn bây giờ mình trình bày vào ha, thì mình giải thích sơ sơ một tí. Bài 3, thông thường những bài này sẽ rơi vào thi trắc nghiệm các em. Mình nói là do con xúc xắc là cân đối ha, do con xúc sắc cân đối nên sáu mặt đều có khả năng xảy ra bằng nhau ha. Đồng ý chưa? Đó, do con xúc sắc cân đối nên sáu mặt đều có khả năng xảy ra bằng nhau. Đó. Thì từ đó mình suy ra là xác suất của biến cố A sẽ bằng 1/6 ha. Nếu mình kỹ hơn á thì mình nói là trong sáu mặt chỉ có một mặt có số chấm bằng 4. Kỹ hơn nè. Trong sáu mặt của con xúc xắc chỉ có một mặt có số chấm bằng 4. Từ đó mình suy ra xác suất của biến cố A gieo được mặt có số chấm bằng 4 là có một mặt trong sáu mặt 1/6 ha. Được chưa? Câu B, gieo được mặt có số chấm chia hết cho 5. Thì trong 6 mặt chỉ có 1 mặt 5 chấm là có số chấm chia hết cho 5. Cho nên xác suất của biến cố này sẽ là 1/6 ha. Trong 6 mặt của con xúc xắc chỉ có một mặt 5 chấm. Chỉ có một mặt 5 chấm là có số chấm chia hết cho 5. Từ đó mình suy ra xác suất của biến cố B bằng có một mặt trong 6 mặt thì xác suất là 1/6 ha. Câu C, gieo được mặt có số chấm là số tròn trục. Thì mình có thể nói nhanh là đây là biến cố không thể. Đây là biến cố không thể. Nó không thể xảy ra được ha. Từ đó mình suy ra xác suất của biến cố C bằng bằng 0 ha. Biến cố không thể. Rồi. Chúng ta xong bài 3. Bây giờ mình qua bài 4. Đội múa có 1 bạn nam và 5 bạn nữ. Chọn ngẫu nhiên 1 bạn để phỏng vấn. Biết mỗi bạn đều có khả năng được chọn. Đều có cùng khả năng được chọn. Hãy tính xác suất của biến cố bạn được chọn là nam. Thì mình thấy rằng là chúng ta có 6 cách để chọn ra một bạn, đúng không? Mình có tất cả là 6 bạn mà.
một nam năm nữ là 6 bạn. Do đó mình có 6 cách để chọn ra một bạn. Và các bạn đều có cùng khả năng được chọn. Được chưa? Và chỉ có một bạn nam thôi. Cho nên là xác suất của biến cố bạn được chọn là nam sẽ là 1/6 nha, 1/5 là 6. 1/6. Đây, bài 4. Chúng ta có 1 nam 5 nữ, có nghĩa là có 6 bạn ha. Có 6 bạn. Do có 6 cách chọn ra một bạn. Và các bạn đều có cùng khả năng được chọn. Hơn nữa, chỉ có một bạn nam. Do đó, xác suất của biến cố, xác suất của biến cố bạn được chọn là nam là có một bạn nam trong 6 bạn, một bạn nam trong 6 bạn thì xác suất sẽ là 1/6. Đó. Nếu mà trong 6 bạn này mà có 2 bạn nam thì xác suất sẽ là 2/6 nha. Mình xong bài 4. Chúng ta qua bài 5. Lượng điện tiêu thụ mỗi ngày trong 5 ngày đầu tháng 9 năm 2021 của một hộ gia đình được cho ở biểu đồ sau. Có nghĩa là ngày 1 tháng 9 thì lượng điện sẽ là 11 kWh. Kilowattgiờ. Ngày 2 tháng 9 là 8 kWh, ngày 3 tháng 9 là 10, ngày 4 tháng 9 là 9, ngày 5 tháng 9 là 12. Chọn ngẫu nhiên một ngày trong 5 ngày đó, chọn ngẫu nhiên một ngày trong 5 ngày đó. Hãy tính xác suất của biến cố hộ gia đình sử dụng 10 kW điện trong ngày được chọn. Thì mình thấy rằng là trong 5 ngày này, có một ngày, đó là ngày 3 tháng 9, là gia đình sử dụng 10 kW điện. Được chưa? Đó. Trong 5 ngày mà có một ngày sử dụng 10 kW điện. Như vậy thì xác suất của biến cố này là 1/5. Được chưa? Chú ý nha. Nếu mà có 2 ngày mà sử dụng 10 kW điện thì xác suất của biến cố này sẽ là 2/5. Nha. Nếu có 2 trong 5 ngày sử dụng 10 kW điện thì xác suất của biến cố này là 2/5. Còn đây là chỉ có 1 ngày trong 5 ngày sử dụng 10 kW điện cho nên xác suất là 1/5. Bài 5. Mình nói là có 1 trong 5 ngày gia đình sử dụng 10 kWh nên xác suất của biến cố từ đây hoặc nháy, biến cố gì? Biến cố hộ gia đình sử dụng 10 kW điện trong ngày được chọn. Biến cố hộ gia đình sử dụng 10 kWh điện trong ngày được chọn là có một ngày
trong 5 ngày ha, thì xác suất là 1/5. Rồi, chúng ta xong bài tập ở trang 94. Các em làm đúng 100% không các em? Để lại comment cho thầy An biết với nha. Thầy An hẹn gặp lại các em ở video sau. Thầy An chúc các em học tốt.